là em có nhỏ em gái, mà nhỏ em gái đó có thằng Ghệ, và Ghệ là bạn của anh này nên anh này quen với em. Dạ. Em ở Bến Tre, bạn em ở Bến Tre, rồi nó đi lên Cần Thơ nó học, rồi nó quen được nhỏ đó. Này anh của nhỏ đó. Ở Bến Tre em có một bạn ở Bến Tre, nó đi qua Cần Thơ nó học, học kỹ sư. Nó quen được con nhỏ Ghệ, học kỹ sư chung với nó. Nhỏ Ghệ đó có thằng anh là thằng này. Em học kiến trúc. Dạ học kiến trúc, không liên quan gì tới kỹ sư hết trơn á. Trời ơi. Trời ơi. Dạ, tụi em xin tổng chào ạ. À. Tội nghiệp ông Luật quá à. Tham gia xong chương trình này ai ra ông bái lại ông trên. Lên luôn, sau chiếc này tôi lên luôn. Bè trên, hương hoa không à chứ đâu. Em xin chào tất cả mọi người, chào hai anh. Chào anh Tiến Luật ạ. À. Em tên là Khoa, là sinh viên đại học kiến trúc năm thứ tư. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Chiến ạ. À. Em đến từ công ty Bông Trang, em là công nhân ạ. À. Hai người là bạn với nhau mới quen đúng không? Dạ, em mới quen nhau đây. À, bạn này là bạn anh của thằng Ghệ bạn em. Anh của thằng Ghệ bạn em? Dạ là em có nhỏ em gái, mà nhỏ em gái đó có thằng Ghệ, và Ghệ là bạn của anh này nên anh này quen với em. Dạ, em ở Bến Tre, bạn em ở Bến Tre, rồi nó đi lên Cần Thơ nó học, rồi nó quen được nhỏ đó. Này anh của nhỏ đó. Nói tóm lại là em là anh của thằng Ghệ bạn em. Dạ. Dạ. Không phải. Giờ này là anh của con Ghệ. Dạ nói chung anh này là bạn em. Dạ thấy em với bạn nhau mấy bữa. Nó kể xong cái mối quan hệ thôi tới vòng năm luôn rồi đó. Thiệt á, kể xong cái mối quan hệ mà thi được tới vòng năm luôn rồi đó. Mà khoai nhộng cuối cùng đó là gì của em? Dạ. Bạn là bạn của. Thôi bây giờ em giải thích trước. Rồi. Đây là bạn như thế nào? Em có nhỏ em gái, nhỏ em gái có thằng Ghệ. Thằng Ghệ quen bạn này nên ông thằng Ghệ của nhỏ em gái em làm bạn út bạn này, ông bạn này làm bạn của em. Rồi tới đây gì thích? Dạ, em ở Bến Tre, em có một bạn ở Bến Tre, nó đi qua Cần Thơ nó học, học kỹ sư. Nó quen được con nhỏ Ghệ, học kỹ sư chung với nó. Nhỏ Ghệ đó có thằng anh là thằng này. Em học kiến trúc. Dạ học kiến trúc, không liên quan gì tới kỹ sư hết trơn á. Trời ơi. Trời ơi. Gọn gọn lại thôi em ơi. Ủa, bây giờ dễ hiểu mà. Bây giờ bỏ cái chuyện này là nó dễ hiểu mà do ông đẩy nó ra. Người ta giới thiệu quan hệ thôi ông còn kiến trúc rồi. Đưa địa lý vô nữa. Địa lý môn học vô nữa chi. Dạ em là bạn con này. Rồi vậy đó, vậy đi. Phải đúng không? Ngay từ đầu nó như vậy thôi. Đúng không? Tại em sợ giới thiệu ngắn quá, phải không? Sợ không hiểu. Trời ơi. Dài tôi dài tôi mới không hiểu đó. Dạ. Mà đúng không? Dạ. Thì bây giờ là bé này nó là nó học cái môn đó thì là nó là đó. Thì đó, đúng không? Dạ đó, đó đó. Đó, dạ. Đó là nè, cái ông này á, ông này ông tóc dài là ở Bến Tre. Tre có một bạn, con có Ghệ. Ghệ đâu có. Con Ghệ. Con Ghệ. Anh để cho anh Trang nói, anh Thành Trang nói đúng. Mà bạn con Ghệ, Ghệ là em này, Ghệ học kỹ sư này, học kiến trúc. Đó. Rồi xong con Ghệ nó ở Bến Tre mà đi qua Tiền Giang. Đó. Đi chơi gặp ông này. Chuyện này là bạn con Ghệ. Anh hiểu được vấn đề rồi, mừng quá trời cho em đi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Dạ em có sở thích là sáng tạo ảo thực hài với lại thích lừa mọi người. Lừa nhưng mà lừa vui, mọi người thường kêu em là lừa ca. Lừa gì? Lừa ca, lừa không, ca. Phải, không phải sói cao là lừa ca. À, nhưng mà cái đó là để mình thi đúng không? Dạ không. À biểu diễn chơi hả? Giới thiệu. Rồi giới thiệu giờ chơi đi, trước khi mình thi. Dạ. Nếu mà vui thì để dành thi. Dạ em nghĩ cũng vui nhưng mà em không để thi đâu. Rồi để biểu diễn cho mọi người thưởng thức xem thôi đúng không? Mọi người thưởng thức rồi, cũng được. Trước khi thi cái nhẹ nhàng cái. Dạ. Anh có thể phối hợp với em được không? Được. Cho mượn tờ tiền. Hả? Cho mượn một tờ tiền. Có tiền anh mấy cái gì đó, mấy cái đó nhạy cảm lắm. Dạ. Ừ vậy cho anh Lực có tiền thôi. Lực không, anh không có tiền. Rồi em khô luôn. Hả? Anh rồi vậy cho ai cũng được, cho em mượn tờ tiền. Thôi lấy tiền của em đi cho chắc. Tiền của em để ngoài quá, em đem lấy được mà. Kìa có bạn nữ kìa, có bạn nữ nhẹ dạ cho em kìa.
Cảm ơn bạn nha. Bạn đẹp quá. Rồi. Đây tờ tiền không? Wow. À giờ cho dạ, cái đó là ảo thuật, còn hai là bạn đó bị mất 10.000 rồi. Là con gái phải khôn. Rồi thôi được rồi, vui rồi đó. Dạ, đáng yêu rồi đó, thiện cảm thanh xuân rồi đó. Dạ. Mừng. Rồi, 60 giây bắt đầu. Hi ha hi ha hi ha yo. Hi ha hi ha ba. Why? Khoan, mẹ tao gọi. Alo. Khỏi nghe mày. Mày tưởng mặt tao vậy, con cái điện thoại mà hả? Muốn chơi hả mày? Cái mặt tao vậy mày tưởng không có hả mày? Tao đập chùm cho à? Đập nhẹ thôi sợ hư sân khấu, nãy bị chửi. Cái này thiệt, chưa có diễn được tiền. Cái này thiệt đúng hả? Rồi. Tao có cái này hay hơn nè. Này hay của tao nè. Khán giả cười giùm em nha, đập cái này cười giùm em nha. Ơi lùm pin. Cái này xài không được nè nha. Cái này mất số 5 mày bỏ đi. Mất số 5. Cái này xài được nè. Để biết tại sao không? Tao không cười không? Dạ. Tụi em không thật. Dạ. Và cái tâm lý tụi em không đúng. Em hiểu không? Bây giờ em đập điện thoại là vì cái gì? Em trả lời anh đi, em đập điện thoại vì cái gì? Để đập điện thoại vì em muốn thể hiện mình là không phải em chỉ có một cái điện thoại bạn đã đập rồi. Đúng không? Dạ. Còn bạn này đập điện thoại vì cái gì? Dạ em cũng muốn cho bạn biết là em có nhiều điện thoại hơn bạn. Em vẫn chưa cho người ta thấy được cái điều đó. Đó lý do tại sao anh hỏi tụi em là đập điện thoại vì cái gì? Dạ. Để phải cho người ta hiểu là tại sao tụi em đập cái điện thoại đó. Thì khi tụi em diễn đúng như vậy người ta sẽ cười. Là chỉ dạ. Vì thể hiện thôi mà đập gần hết cả chục cái điện thoại. Nó phải thật ơi là thật luôn. Chứ còn ra mà tụi em đập cho có thì đâu cười được. Đâu cái đó là mô hình hết đúng không? Dạ không, điện thoại anh. Thôi thiệt đó, hả? Không, hư. Điện thoại thiệt nhưng mà nó hư. Hư hết rồi, tức là không xài nữa đúng không? Dạ. Có một số không xài nữa nhưng mà một số cũng... Thì cái nào xài nữa đâu, lấy bỏ ra bên đi. Còn túi. Là mấy cái kia là không xài được hết. Mấy cái đất là không xài được đúng không? Dạ. Vậy mà không đem ra diễn nãy giờ. Mà không đem ra diễn. Trời ơi, em tưởng tượng đi, nãy em đập hết trơn. Bội ghê. Trời đó, em đập hết trơn đúng không? Em đập xong. Rồi. Thôi bây giờ lùi lại đi. Đây lùi lại đi. Trời ơi. Trời ơi, hàng rượu chơi không. Vậy mà không lấy ra xài. Thiệt tình. Quá trời. Nó móc ra cái giả cười àm àm àm, nó không móc. Thì bởi vậy. Thì giấu đây nè. À, ví dụ. Gì u lên cục vậy mày? Sao? Mày ý mày sao? Để ý sao? Tao nghe điện thoại má tao mày. Móc cái gì cả? Tao móc điện thoại tao nghe. Alo má hả? Mày đừng nói chuyện má mày. Mày đang nói chuyện tao, mày nói chuyện má mày khi dễ tao không mày? Mày khi dễ tao không mày? À? Mày biết tao làm bao nhiêu năm tao mới mua được cái điện thoại không mày? Ok mày chứ tao mày khi dễ tao, tao đập à. Cả gia tài của tao chứ. Sao? Tao còn cái khác. Alo. Ê mày khi dễ tao nữa mày? Tao đập nữa mày làm gì tao? Mày có biết là một tháng tao mới mua được một cái điện thoại mày biết không? Mày móc cái gì ra nữa? Mày móc cái điện thoại mày ra nữa hả? Mày nghĩ trong đây tao còn một cái điện thoại hả? Mày không có điện thoại hả? Mày không có điện thoại tao có nè, bây giờ tao ghét mày nè. Mày coi thường tao hả? Mày tưởng tao không có điện thoại tao hả? Tao nói chuyện mày mà tao ghét mày á. Lai tao là điện thoại của tao đó mày tin không? Tao không có hả mày? Mày nghĩ sao? Ý mày sao? Mày nghĩ là điện thoại tao... Ok, ok. Mày lại cái cho mày. Ok, ok. Bây giờ mày muốn đập cái nào? Đó, mày lựa đi, mày muốn đập cái nào mày lựa đi. Bây giờ mày lựa đi, mày muốn đập cái nào? Đó mày lựa đi. Đó. Bây giờ mày dám chơi tao không? Mày chơi, mày chơi. Mày gom hết lại đi. Mày gom hết lại đi. Okay. Mày dám chơi không? Mày chơi không? Đó, mày gom lại mày đập một bịch tao đập một cái thì mày chơi không? Mày chơi nè. Mày đập một bịch đi, mày đập một lần đi. Tao đập một lần phải không? Đúng, mày đập một lần đi. Còn mày đập cái phải không? Ờ. Mày bá tao, mày xem mày khôn hả? Mày bá tao hả? Ba chuyện gì? Mày biết tao đập bịch mà mày đập con cái mày tưởng tao ngu hả? Mày tao ngu quá tao đập. Mày nghĩ tao ngu mà tao đập hả? Mày tưởng tao không dám đập hả? Thì tao đập mày ngon mày đập đi. Nè tao đập đi xong tao đập đầu luôn nè. Mày hãy cho kia không?
ơi trời, đồ chơi không. Bao nhiêu đồ chơi của tụi em là toàn là đồ xịn không luôn, với đồ nát, nát hết trơn anh, hết xịn. Nát, nát hết. Ý là đạo cụ xịn. Dạ. Quá trời tiếc luôn á, quá trời đồ đạc.